Hello chào, là muộn hả cháu? Làm đẹp tí nữa. Mấy đứa hay là cháu, cháu qua tiền filler quá chứ cháu giọng nó ghi cháu sạch sẽ xịt thêm rồi cháu đẹp để xài nước mắt đó, cháu mình thấy cái đứa làm việc đi luôn cháu đấy. Làm gì? Lấy em chị với trong cặp chị ly ơi, lấy em chị ly. Giọng ly ghê quá ly à. Ly hả? Ừ. Cái này ông quá nè. Không thanh thoát quá. Con lấy chị với hậu trong cặp chị á, trong cặp chị á. Rồi ăn được rồi. Cái chú buồn. Cái chi mà chú ghê đó trời. Không chiếm không? Cái ly cái chú là đúng về chú. Không, mấy bữa giờ cũng xin tận cho tự xưng chú mà. Tự xưng chú cha mà. Hôm đó là sợ.
Lisa, Lisa. Mẹ bởi ghê đó. Như bạn đi làm bình thường à em? Dạ. Hết tuần mình nghe đi chị. Bữa nay làm việc nhiều không? Cực nhiều, cuối làm cũng nhiều. Bạn làm bên đất nữa đó hả? Dạ. Nghe được chưa? Làm lại được chưa em? Dạ, cũng ổn 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 nha. Ổn hơn đợt vừa rồi đúng không? Dạ, đủ sống. Giàu với đủ sống chứ. Hồi trước giàu rồi đúng không? Chị rồi mà đủ sống nè. Chị lai rai. Chị nghĩ ra năm lên lại. Yeah. Năm ổn kinh tế rồi là lên lại thôi. Chưa ai có tiền mua được nè. Cái này. Mũi em hồi xưa chờ không bao giờ hết được. Dạ. Cái loại này chịu. Cà lê cũng thích, con nít hả cà lê? Dạ. Cà lê thích nít hả? Thích không? Thích chứ. Hồi xưa em thích mà sao không biết ngày qua qua thấy gì mà lo cầm kia mà áo không khác rồi. Cái mặt hắn vui lắm. Ừ. Méo méo mà. Sợ hả? Không có gì cũng sợ sợ sợ. Vui dễ sợ. Hôm là, à, lúc hôm lo làm ra cái ly hôm qua. Không, tự tin bà làm. Cái ly thác cái ly sợ hả? Kiểu làm cho người nhà mình kiểu họ tím hậu hộp hơn đúng không? Mà tiêu vô khắc liền luôn. Đỡ hẳn luôn. Ai không sao ở nhà, ai không sao ở trên. Chị đi đường đi lên. Ừ, đi lên của con đó em. Wow, ta chưa lấy tiền mà. Cái mũi xong mà hai cái bị đeo rồi đó. Bao cần kiếm. Đưa cái mũi hai cái.
Hôm nay quay miếng luôn. Hai cái này kìa. Người đông nghe. 10 phút rưỡi rồi. Dạ, dạ, dạ chị, dạ. Mình đứng hình. Hầu chắc tao bấm cái cục sẹo này cho rồi. Mà chết cha, trừ tết rồi không bấm được. Ra năm đi. Ra năm chị bấm sơ cho em nha. Trừ bấm không làm kịp. Bấm luôn hả? Ừ, bấm ăn đỡ lắm. Bấm tạo vết thương á. Mà Loan làm cho nhiều người rồi, đỡ rồi. Bấm lỗ luôn. Bấm mấy mấy hai bên. Thế là nặng cái kia nữa. Thank you.